Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Vì một nền nông nghiệp bền vững của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa bà con, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm làm giảm công lao động, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm là xu thế tất yếu mà ngành nông nghiệp nước ta đang hướng đến. Trên cơ sở đó, thời gian qua, các địa phương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp. Và điều đáng mừng là phong trào này hiện đã lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước, trong đó có địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nơi vốn có điều kiện khắc nghiệt, ít cơ hội cạnh tranh hơn so với những vùng miền khác. Đây thực sự là bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành nông nghiệp nước ta trên tiến trình hội nhập quốc tế. Mạnh dạn đầu tư hơn 600 triệu đồng để xây dựng hệ thống nhà kính cùng các thiết bị tưới tiêu tự động theo tiêu chuẩn châu Âu và sản xuất 2,5 sào cà chua của gia đình. Vụ vừa qua, sau khi trừ tất cả chi phí, anh Tôn Nét Minh ở xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi được toàn bộ tiền vốn bỏ ra. Anh Tôn Nét Minh chia sẻ, việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào canh tác cà chua đã làm cho năng suất và chất lượng sản phẩm tăng cao hơn. Trong khi đó, nhân công lại tiết kiệm đáng kể so với cách làm ngoài trời truyền thống như trước kia. Trước đây thì từ khi mà nhà tôi chưa làm cái nhà kính này đấy, thì tôi cảm thấy mình làm ngoài trời thì sâu bệnh nó rất là nhiều. Đặc biệt là cái công bơm thuốc với lại cái tiền đầu tư mình nó cũng tương đối là nhiều. Còn từ khi mà mình dựng được cái nhà kính thì đại khái vốn ban đầu mình bỏ ra nó tương đối là nó cao. Nhưng mà cái công đầu tư của mình thì nó lại, nếu mà so ra thì nó lại ít hơn. Khuyến khích hỗ trợ bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là giải pháp mà ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhằm làm giảm công sức lao động nhưng vẫn nâng cao được hiệu quả kinh tế cho người dân. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ về vốn từ các chương trình, dự án của Trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh như đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, đề án chú trọng phát triển nông nghiệp thông minh, thì nhiều địa phương tại Lâm Đồng còn có các chương trình hỗ trợ theo đặc thù để khuyến khích bà con nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Như tại huyện Đơn Dương, từ nguồn vốn được bố trí cho đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp thông minh, các hộ dân sau khi đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới, nhà kính đạt tiêu chuẩn, được ngành nông nghiệp địa phương kiểm định và công nhận, thì chính quyền sẽ tiến hành hỗ trợ từ 20 đến 50% tổng số tiền để bà con đầu tư thiết bị tưới tự động, tưới thông minh. Đến nay, đã có hàng trăm mô hình sản xuất được thụ hưởng từ gói hỗ trợ này, giúp giảm chi phí đầu tư, đồng thời nâng cao vượt bậc thu nhập cho người dân. Năm 2019 thì ngân sách nhà nước hỗ trợ là 11 tỷ đồng, năm 2020-21 là trên 16 tỷ đồng và đầu tư chủ yếu là cái ứng dụng công nghệ theo hướng thông minh, đó là hệ thống tưới thông minh, châm phân tự động, điều khiển vi khí hậu. Trên lĩnh vực bò sữa thì đầu tư máy vắt sữa đôi, máy trộn thức ăn. Thì đối với vùng đồng bào dân tộc thì Ủy ban nhân huyện cũng đẩy mạnh cái công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Từ kế hoạch của Ủy ban nhân huyện thì nhìn chung đối với vùng đồng bào dân tộc huyện Đơn Dương thì đồng bào cũng đã mạnh dạn áp dụng cái khoa học kỹ thuật để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt hiện nay đó hầu hết cũng phải trên 90% hộ đồng bào dân tộc ở huyện Đơn Dương áp dụng khoa học kỹ thuật theo công nghệ cao để sản xuất nông nghiệp. Do đặc thù ở các vùng dân tộc thiểu số, nhận thức của nhiều hộ còn chưa cao, chỉ quen với lối canh tác truyền thống và ngại đổi mới, nên bên cạnh việc hỗ trợ về vốn đầu tư cho người dân, thì chính quyền địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp bà con hiểu rõ lợi ích của việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã dần thay đổi tư duy, mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Phối hợp tuyên truyền cho bà con nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, để cùng với địa phương thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới này. Thì qua quá trình thực hiện tuyên truyền thì bà con đồng bào trong vùng đồng bào dân tộc để tiếp cận rất là nhanh và được hưởng ứng rất là nhiều. Điển hình như các cái hộ làm nhà kính, nhà lưới hay là các cái hộ mà tưới thông minh. Bên cạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào canh tác như nhà lưới, nhà kính, bộ châm phân, tưới tiêu tự động, thì nhiều hộ nông dân
còn tiếp cận với nhiều phương thức sản xuất mới để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Đơn cử như gần 3 hecta rau hoa của gia đình ông Nguyễn Phong Phú được ông áp dụng biện pháp sinh học thiên địch, dùng những côn trùng đã được kiểm định để diệt trừ các loại sâu bệnh gây hại, bảo vệ mùa màng một cách tự nhiên. Biện pháp này không chỉ giúp ông tiết kiệm chi phí mua thuốc diệt trừ sâu bọ, mà công sức lao động cũng giảm đi đáng kể, do trong quá trình sản xuất không phải tốn nhân công phun xịt thuốc như trước kia. Mình áp dụng được một số rồi, nhưng mà cái hướng tới là còn phải áp dụng nhiều hơn nữa, tức là triệt để hơn nữa những cái mà công nghệ nó cao mà nó tiên tiến. Đó, thì nếu mà làm được như vậy thì thực sự ra là cái hiệu quả nó rất là cao. Đó, mà nó rất là tiết kiệm được nhiều thứ, mà cái sản phẩm làm ra nó cũng rất là an toàn. Ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng trên mọi đối tượng cây trồng, vật nuôi tại hầu hết các địa phương của tỉnh Lâm Đồng. Như tại mô hình trồng sầu riêng ở xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, hầu hết các hộ đều đã áp dụng công nghệ tưới bét, tưới nhỏ giọt cho vườn sầu riêng. Sau vụ thu hoạch, vườn cây sẽ được bà con phun rửa sạch thân lá bằng chế phẩm sinh học để giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, cho năng suất cao hơn ở vụ mùa tiếp theo. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến và bài bản như vậy, nên vụ sầu riêng vừa qua, rất nhiều sản phẩm của bà con nơi đây đã đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Như chúng tôi trước là thường thường chúng xịt cỏ. Thế nhưng mà được gần đây, thời gian gần đây là như vậy, là chi cục bảo vệ thực vật là nói là chúng tôi là không được xịt cỏ nữa. Bởi vì là muốn sản xuất trái cây sạch ấy, thì phải từ thuốc cho đến như vậy cái khâu mà bảo vệ như vườn cái vùng sản xuất trồng này là phải quy củ. Thế cho nên là bây giờ ở đây á, thì cái việc mà được xuất đi chứng ngạch vừa qua á, thì tôi thấy là cái yêu cầu của cái đối tác nước bạn này họ là rất nghiêm ngặt. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giới hạn tại các loại cây trồng mà còn được bà con nông dân đẩy mạnh trong lĩnh vực chăn nuôi. Thay vì chăn thả tự do như trước đây, nhiều hộ nông dân tại Lâm Đồng đã thay đổi tư duy, đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại bài bản nhằm hạn chế dịch bệnh gây nên. Cùng với đó là áp dụng công nghệ lai tạo giống giữa bò thuần chủng với giống bò siêu thịt 3B. Đến nay, tất cả số bò được lai tạo đều cho thấy những ưu điểm vượt trội của mình so với giống bò sữa thông thường. Chúng ta biết này, con bò sữa thuần thì thường thì sữa thì cũng nhiều, nhưng mà nó hay ốm đau bệnh tật, nhất là về vấn đề chân cẳng là nó rất là yếu, mà nó ăn thì rất là kém. Nhưng mà khi mình lai mấy con bò 3B đấy, thì tức là sữa nó có giảm đi một chút, nhưng mà chất lượng sữa thì cũng vẫn cao, rất là cao, cao hơn. Cái thứ hai nữa là cái tầm vóc cũng như là cái đề kháng, chân cẳng nó rất là khỏe, mà nó cũng ít ốm đau bệnh tật. Với thành quả hơn 20 năm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định được vai trò đầu tàu trong sản xuất nông nghiệp của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ và coi đây là giải pháp tất yếu nhằm thích nghi với xu thế hiện đại của kinh tế tiêu dùng toàn cầu. Trong cái đề án mà phát triển nông nghiệp hữu cơ của tỉnh đến 2025, thì chúng tôi đã xác định các cái đối tượng cây trồng như chè, cà phê, rau, cây ăn trái. Thì đó là những cái trồng mà có tiềm năng, có cơ hội để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Nhưng chúng tôi phải thực hiện hết sức là thận trọng, từng bước một và đi, và ưu tiên lựa chọn những cái cây trồng nào, những cái vùng nào mà phát triển được nông nghiệp hữu cơ dễ làm thì chúng tôi làm trước. Thì dần dần chúng tôi sẽ tạo ra một cái lan tỏa trên khắp các cái địa phương. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là phải áp dụng tiêu chuẩn 5-0. Không thuốc diệt cỏ, không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản, không chất kích thích tăng trưởng và không có dư lượng hóa chất độc hại. Đây cũng chính là lời giải tối ưu cho bài toán tiết kiệm chi phí sản xuất của người nông dân. Do bà con không phải tốn chi phí để mua vật tư phân bón, mà chủ yếu sử dụng phân hữu cơ được ủ lên men và tái sử dụng từ các phế phẩm nông nghiệp. Toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 1.300 hecta sản xuất nông nghiệp cơ, đã tạo một sự lan tỏa rất lớn. Và những cái doanh nghiệp, những hợp tác xã, những cái trang trại thực hiện nông nghiệp hữu cơ này cũng đúng vào thời điểm là hiện nay là giá cả vật tư phân bón vô cơ tăng rất cao, thì sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ góp phần giảm giá thành mà đảm bảo được môi trường
và đồng thời là cái sức cạnh tranh rất lớn. Về bản chất, dựa theo tiêu chuẩn 5.0 của nông nghiệp hữu cơ, thì lâu nay bà con nông dân tại Lâm Đồng cũng đã và đang áp dụng trong sản xuất. Chỉ khác là vẫn chưa được bất kỳ tổ chức nào trên thế giới cấp giấy chứng nhận hữu cơ. Như mô hình sản xuất cà phê Arabica, dù đến nay vẫn chưa có được chứng nhận hữu cơ, do kinh phí để thực hiện là rất lớn, nhưng cũng đã đem lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người nông dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, khi đã xây dựng được thương hiệu cà phê Arabica cho riêng mình, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Qua đó, vừa giúp bà con nâng cao được thu nhập kinh tế, do giá thành cao hơn sản xuất thông thường, lại vừa bảo vệ được nguồn đất cũng như sức khỏe người dân khi canh tác không sử dụng hóa chất. Khi mà làm theo hướng hữu cơ thì chất lượng sản phẩm tốt hơn. Có lẽ năng suất thì nó sẽ không có bằng khi mà mình làm, khi mà mình phun xịt thuốc để có thể có năng suất cao. Nhưng mà so với phương thức truyền thống thì giá cả có phần nhỉnh hơn và giữ được cái độ bền vững của cây trồng. Và cây trồng không bị hư hại nhiều và đất đai cũng được bảo toàn hơn. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có hơn 65.300 hectare sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng 3,48% so với năm 2021. Trong đó, có gần 1.300 hectare đạt chứng nhận hữu cơ và 456 hectare áp dụng nông nghiệp thông minh. Nhờ áp dụng đồng bộ, hiệu quả những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đã giúp cho giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích của địa phương đạt mức 206 triệu đồng một hecta trên một năm. Đây cũng chính là cơ sở để địa phương tiếp tục phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ nâng diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lên 66.150 hecta, chiếm 22,1% diện tích canh tác của toàn tỉnh. Thưa bà con, sản lượng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Lâm Đồng năm 2022 đều tăng cao so với năm trước. Và điều đáng mừng hơn nữa là giá cả hầu hết các loại nông sản cũng đều tăng. Và mục tiêu đề ra trong năm 2023 thì nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp thông minh vẫn sẽ là ba nền tảng chính, tiếp tục được đẩy mạnh phát triển cả về diện tích lẫn đối tượng cây trồng, vật nuôi, nhằm nâng cao giá trị kinh tế ngành nông nghiệp và thu nhập cho bà con nông dân. Đến đây, chúng tôi xin được khép lại chuyên mục Vì một nền nông nghiệp bền vững. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!